Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 10 năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thảo luận báo cáo số 324 ngày 9 tháng 10 năm 2024 của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng DT382C đoạn từ giao với DT387 đến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận về chủ trương đồng ý việc đầu tư dự án xây dựng DT382C đoạn từ giao với DT387 đến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 theo quy định của pháp luật. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào và các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan triển khai, lập, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, nhất là về đầu tư công, tài chính, ngân sách nhà nước, đất đai, xây dựng, giao thông, quy hoạch, thủy lợi, đê điều và bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông và các quy hoạch liên quan của tỉnh Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có hiệu lực. Rà soát xác định đầy đủ diện tích, cơ cấu, loại đất phải thu hồi và quy mô dự án, tổng mức đầu tư dự án, đặc biệt là chi phí xây dựng, chi phí dự phòng và chi phí giải phóng mặt bằng phù hợp với nhu cầu thực tế, quy mô dự án và đúng quy định của pháp luật, nhất là các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành, an toàn, chi phí đầu tư, suất đầu tư, giá xây dựng, thiết kế và điều kiện xây dựng. Đảm bảo đầu tư dự án đồng bộ hiệu quả và đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy mô, cấp đường, loại đường. Lựa chọn phương án thiết kế kỹ thuật, giải pháp thi công, đầu tư hợp lý hiệu quả tối ưu. Rà soát hệ thống cầu, cống, công trình thủy lợi, các nút giao cắt, điểm đấu nối với các tuyến đường hiện hữu và các tuyến đường trong quy hoạch để có phương án giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan, kiến trúc tổng thể. Đảm bảo việc lựa chọn, quyết định đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và có đủ năng lực thực hiện dự án hợp đồng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nếu dự án phải thực hiện tái định cư đối với các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi thì phải chủ động xác định vị trí, bố trí quỹ đất để triển khai nhanh khu tái định cư theo quy định của pháp luật. Có phương án đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu triển khai dự án. Dự án nêu trên được triển khai khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầu tư dự án hiệu quả, đồng bộ để góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông thị xã Mỹ Hào theo quy định. Căn cứ kết luận này, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo đôn đốc thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả và tiến độ đề ra, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện. Thông tin thêm về dự án, tuyến đường 382C trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 theo quy hoạch kết nối từ quốc lộ 39A đến cầu sắt quốc lộ 38 rộng 69m là trục đường quan trọng nằm kết nối hai tuyến quốc lộ của Hưng Yên cũng như nhiều khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Đoạn đầu tuyến kết nối với quốc lộ 39A đi qua khu đô thị New City. Năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt và giao cho công ty Thăng Long là chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5, địa chỉ tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Công ty Thăng Long có trách nhiệm thi công tuyến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 và hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất với nhà nước. Đoạn đầu của dự án đường 382C được hoàn thành từ khoảng năm 2020. Đoạn tuyến tiếp theo đi qua khu công nghiệp Thăng Long 2 đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng. Cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường quy hoạch 69m từ đường Phạm Ngũ Lão DT387 qua khu công nghiệp Minh Đức đến cầu sắt quốc lộ 38 thị xã Mỹ Hào giai đoạn 1. Đây là dự án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thị xã Mỹ Hào theo quy hoạch được duyệt,
đoạn tuyến đường 382C từ đường 387 đến khu công nghiệp Minh Đức, chủ yếu đi qua đất nông nghiệp. Đây là đoạn tuyến quan trọng kết nối các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Hưng Yên. Đoạn tuyến này đi qua hai xã Xuân Dục và Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Theo quy hoạch, tuyến đi xuyên qua khu công nghiệp Minh Đức và kết nối với quốc lộ 38 đoạn cầu sắt. Khi được xây dựng và thông xe, đây sẽ là đoạn tuyến kết nối nhiều khu công nghiệp, đô thị cũng như giảm tải cho quốc lộ 5 đoạn qua thị xã Mỹ Hào. Trong báo cáo kết quả thực hiện hoạt động chất vấn vừa gửi đến Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải cho biết cát nhập khẩu từ Campuchia có thể là giải pháp cho tình trạng một số dự án giao thông phía Nam thiếu cát đắp nền đường. Báo cáo cho biết trước tình trạng thiếu cát cho các dự án hạ tầng lớn, Thủ tướng giao các bộ ngành nghiên cứu phương án nhập khẩu cát từ Campuchia. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan tổ chức đoàn công tác đi Campuchia. Kết quả làm việc cho thấy trữ lượng cát của Campuchia phục vụ san lấp xây dựng là dồi dào, cung cấp đủ cho nhu cầu trước mắt và lâu dài của các tỉnh phía Nam. Hoạt động cung cấp cát không có vướng mắc về chủ trương chính sách của chính phủ hai nước và đây là nguồn cung lớn cho các dự án. Về phía Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khảo sát, theo đó phía Campuchia có thiện chí xuất khẩu cát sang Việt Nam với trữ lượng khoảng 100 triệu mét khối thời gian khai thác trong một năm. Để huy động nguồn cát nhập khẩu từ Campuchia, Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối làm việc với phía bạn để thực hiện các thủ tục, đồng thời giao cho một doanh nghiệp quân đội phía Nam làm đầu mối ký hợp đồng để phân phối. Về giải pháp cát biển, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã chủ động phối hợp với các bộ ngành thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường. Kết quả đã được báo cáo Thủ tướng. Trên cơ sở đó, Bộ đã có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường cho các dự án giao thông. Tuy nhiên, việc thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường mới chỉ thực hiện với quy mô nhỏ, cấp thiết kế thấp hơn đường bộ cao tốc. Chất lượng cát biển mới được nghiên cứu cho một khu vực mỏ cát biển tỉnh Trà Vinh. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị và được Chính phủ cho phép tiếp tục thí điểm mở rộng. Để thực hiện thành công và hoàn thành toàn bộ dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam vào năm 2035, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất một loạt chính sách đặc thù, đặc biệt để triển khai. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra chính sách ưu tiên đặt hàng doanh nghiệp trong nước. Theo đó, Bộ đề xuất cơ chế và chính sách ưu đãi đối với các tổ chức cá nhân tham gia vào những hoạt động khoa học, công nghệ phục vụ dự án. Theo Bộ Giao thông Vận tải, với các chính sách đặc thù đặc biệt, các tổ chức cá nhân sẽ được quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ hàng hóa, đồng thời nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để mua sắm và vận hành máy móc, thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ thực hiện dự án. Chủ đầu tư, tổng thầu, các nhà thầu phải ưu tiên đặt hàng doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực nhằm thực hiện dự án cũng như đảm bảo công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì hệ thống đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. Thủ tướng Chính phủ quyết định về danh mục sản phẩm công nghiệp đường sắt, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp khác phục vụ dự án thuộc đối tượng giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng tổ chức doanh nghiệp Việt Nam. Đối với các sản phẩm công nghiệp đường sắt, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp khác phục vụ dự án mà trong nước có thể sản xuất được, chủ đầu tư, nhà thầu, tổng thầu phải ưu tiên đặt hàng các doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo các cục vụ, ban quản lý dự án trực thuộc và Sở Giao thông Vận tải 6 tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục khởi công và hoàn thành các dự án kế hoạch năm 2024. Liên quan đến các dự án hoàn thành theo kế hoạch năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu tư vấn tăng cường nhân lực, thiết bị, bố trí đủ tài chính thi công 3K4K để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình. Nhóm dự án dự kiến về đích trong năm 2024 gồm cải tạo, nâng cấp quốc lộ 21B đoạn từ km 41+000 đến km 57+950 Chợ Dầu, Ba Đa, tỉnh Hà Nam. Cải tạo nâng cấp quốc lộ 6, tuyến tránh thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cải tạo trụ sở, cơ quan Bộ Giao thông Vận tải, cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc, gia cố các hầm yếu kết hợp, mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh, Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn thuộc dự án xây dựng cải tạo nâng cấp quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và tránh nhà máy xi măng Sông Danh, tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, cải tạo nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên quốc lộ 20 tỉnh Lâm Đồng, cải tạo nâng cấp quốc lộ 19 đoạn km 90 đến km 108, nâng cấp đoạn km 18 đến km 80, quốc lộ 4B Lạng Sơn, dự án thành phần 2 đầu tư hoàn thiện quốc lộ 12A đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Danh. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đầu tư ban quản lý dự án cần phối hợp hỗ trợ các nhà thầu trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu, vi phạm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.